Chào anh em, hôm nay chúng tôi lại lên sóng để ra mắt và giới thiệu cho anh em một sản phẩm hỗ trợ trong môn chơi đánh sóc đĩa bịp. Dưới đây là những chiếc bát tàng hình không tang chân sạc đến từ mới nhất của năm 2021 anh em nha. Nhà tôi đã không ngừng nâng cao và phát triển những mẫu mã cũng như là cải thiện về chất lượng cũng như là thẩm mỹ về cái thời lượng pin, cái mẫu mã bát anh em nha. Anh em nào vùng miền nào đang đam mê những môn chơi đánh sóc đĩa sử dụng cái bát tàng hình không tang để sạc điện tử nào, anh em cứ kết bạn Zalo cho tôi theo số hotline 0913648888. Nhà tôi có nhận làm bát theo yêu cầu. Và sau đây không để mất nhiều thời gian, sau đây hôm nay tôi sẽ review và giới thiệu cho anh em một cái loại bát tàng hình kết nối wifi anh em nha. Anh em không cần phải soi trên trực tiếp cái điện thoại màu 280 này hay là màn soi màn dây anh em nha, mà anh em sẽ xoay trực tiếp trên điện thoại của anh em nha. Đây như là những cái chiếc điện thoại của tôi nghe gọi bình thường anh em nha, thì anh em vẫn thể lướt quét này. Đây những cái chiếc bát điện thoại này của tôi này, tôi vẫn thể lướt quét chơi game anh em nha, anh em có thể vẫn thể vào nghe nhạc xem phim lướt quét nha, cũng như anh em để xoay trực tiếp kết quả trên điện thoại của anh em nha, anh em không phải lo về anh em nha, mà anh em xoay trực tiếp trên điện thoại anh em nha. Với sự cải tiến của năm 2021 này, nhà tôi đã ra mắt và giới thiệu cho anh em một cái bát tàng hình không tang chân sạc điện tử. Nhà tôi hôm nay tôi giới thiệu cho anh em như đó là bát sành này hoặc bát nhựa này. Nhựa thì nhà tôi có rất mẫu bát, từ bát nhựa xanh này, nhựa hoa này, nhựa trắng này, nhà tôi đều có nha. Cũng như nhà tôi bát sành, nhà tôi có tất cả mẫu bát từ bát hoa cổ này, bát long phương, bát trắng, nhà tôi đều có anh em nha. Cũng như với sự cải tiến của năm 2021 này, nhà tôi đã xử lý bát tàng hình không tang chân sạc điện tử, xử lý những con chip của nó là cái ma mạch này, cái pin này nó sẽ là cải tiến nhỏ đi, tinh vi đi, cũng như xử lý qua anh em khi anh em đi chơi những sòng sới nào người ta thua tha quá, người ta đọc ra, người ta sẽ anh em sẽ không thể nào người ta phát hiện ra anh em là sự tăng tích hay bát đợt bát đấy là bát đi bịp anh em nha, anh em yên tâm về cái độ kín đáo an toàn của bát tàng hình anh em nha. Sau đây tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em thế nào gọi là bát tàng hình kết nối wifi. Khi anh em đi chơi, anh em sử dụng cái bát tàng hình kết nối wifi này là sử dụng cho tôi một cái cục phát wifi này, tín hiệu này đi kẹp nó cũng như là kết nối trực tiếp trên điện thoại của anh em nha. Chứ anh em không phải sử dụng cho tôi những cái màn dây, đó là màn dây như này hoặc cái màn xoay 1280 hay màn xoay 215 như này như thành 15 anh em nha. Mở cải tiến đó là xoay trực tiếp trên điện thoại của anh em. Đây rồi tôi sẽ giới thiệu cho qua anh em này. Đấy, anh em xoay trực tiếp điện thoại của anh em, mình độ phân giải của điện thoại của anh em nó thật Full HD rồi, màn hình OLED này thì nó là siêu nét anh em nha. Hoặc màn LCD hoặc màn hình OLED thì nó anh em xoay này nó cực là nét này, nét như Sony chưa anh em, con 10 bit này nét căng chưa. Đấy anh em nhìn luôn, nét căng luôn. Đấy anh em nhìn này, anh em nhìn nét căng luôn. Với sự cải tiến của năm 2021 này, nhà tôi đã ra mắt và giới thiệu cho anh em cái bát tàng hình này. Anh em đi chơi, anh em không thể nào anh em yên tâm về thời lượng pin. Pin của bát nhà tôi đã cải tiến lên, đấy, anh em yên tâm, anh em đánh liên tục từ 4 đến 5 tiếng anh em nha. Anh em đi đánh xa, anh em không lo hết pin. Anh em nha, mà anh em yên tâm đi chơi. Anh em nha, anh em yên tâm về thời lượng pin của bát nha. Với sự cải tiến của năm 2021 này, nhà tôi đã cải tiến ra thời lượng pin nó là đánh liên tục cho anh em, giúp anh em đi chơi xa, đánh liên tục từ 4 đến 5 tiếng anh em nha. Và để không mất nhiều thời gian sau đây, tôi sẽ test thử cho anh em một vài ván, anh em cảm nhận cái độ hiệu quả, cái độ chuẩn xác của bát tàng hình đem lại như này. Rồi, anh em nhá. Với sự hiệu quả độ sắc nét của bát tàng hình kết nối wifi đem lại cho anh em thì nó hiệu quả 100%. Ba hoa này, tôi đánh vào lẻ này, lẻ nha anh em nha,
chẵn này, phân đôi này, tôi đánh vào chẵn này, chẵn tôi thừa nửa tỷ này, sấp đôi anh em nhá. Hiệu quả của bát màn hình kết nối wifi, bát wifi đem lại chiến thắng tuyệt đối 100% anh em nha. Vẫn là sấp đôi, tôi đánh 1 tỷ vào chẵn này, bát tàng hình kết nối wifi chuẩn xác 100% anh em nha, không phải bật cãi nào. Anh em đi chơi anh em chỉ là người chiến thắng 100% anh em sử dụng bát tàng hình kết nối wifi anh em nha. Tôi đánh lẻ này, lẻ tôi đánh 2 tỷ này, không thể nào sai được anh em nha. Chồng quân chồng vị tôi vẫn nhìn thấy được anh em ạ. Đấy anh em nhìn chưa, chồng quân chồng vị tôi vẫn nhìn thấy được này. Đấy chồng quân chồng vị nha, tôi vẫn nhìn thấy được anh em nha. Tôi kỷ niệm anh em phía cuối này để cho em cảm nhận này, độ hiệu quả của bát tàng hình kết nối wifi này, nó hiệu quả nó thật sai như nào này. Lẻ này tôi đánh bằng sâm bằng vị này, tôi đánh ba đen này, ba đen tôi đánh bán cả Hà Nội này, đánh là lẻ này. Đấy và vừa rồi tôi có giới thiệu sơ qua về cái mẫu bát tàng hình kết nối wifi soi trực tiếp kết quả trên điện thoại của anh em nha. Anh em nào nhu cầu mua hàng thì em cứ liên hệ cho tôi theo số hotline 0913 64888. Nhà tôi thì có hai cơ sở, miền Bắc thì em qua trực tiếp bến xe Mỹ Đình, còn miền Nam anh em qua bến xe miền Đông Sài Gòn là có khách hàng. Với sự khởi tiến không ngừng, nhà tôi cung cấp tất các bộ đồ chơi liên quan đến đồ sóc đĩa bịp, bài lá bịp, bầu cua bịp, tài xỉu bịp, hack game điện thoại. Anh em nào thấy hay anh em ấn nút like và nút chuông để đăng ký kênh để nhận những video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã xem video và ủng hộ kênh. Chào anh em.